Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là buổi chiều ngày mùng 4 tháng 3 năm 2020, thì cơ sở lại tiếp tục giới thiệu một bộ bàn ghế gỗ mun hoa, hay còn gọi đây là bộ bàn ghế như ý gỗ mun hoa cũng được. Buổi sáng chúng tôi đã bàn giao bộ hành phi cho khách hàng Ninh Bình rồi, thì buổi chiều chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế như ý cát tường gỗ mun hoa. Bộ bàn ghế gỗ mun này đang được đánh giá là hàng mắc tiền nhất thị trường hiện nay, làm được làm từ 100% bằng chất liệu gỗ mun hoa hay còn gọi là mun Lào đấy, được chọn vân da báo rất là đẹp. Bộ này là bộ cột 12, gồm có 7 món, một ghế dài 2m70, chúng tôi tháo rời thành 3 đoạn vì gỗ mun rất là hiếm nên chúng tôi phải tháo rời. Đây, quý vị đang xem chiếc ghế đoản tháo rời của chúng tôi đây. Đây là phần tháo rời bên trái. Toàn bộ phần tay là chúng tôi gọi là tay thẻ bài. Toàn bộ phần khung là chúng tôi làm dày 4 phân, phần mặt ván chúng tôi làm dày 2 phân. Phần vách chúng tôi cũng làm dày 2 phân. Và trương là chúng tôi đục lá tây, giữa có đục đồng tiền. Phần cột là chúng tôi làm chữ thọ. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Hà Nội. Bộ này là bộ gồm có hai ghế đơn, một ghế dài. Thì ghế dài lại tháo thành 3 đoạn khác nhau. Và một bàn, hai đôn và một bàn trà, là bộ 7 món. Phần tay là chúng tôi làm tay 12. Phần chân là chúng tôi làm chân thẳng có chạy chữ công xung quanh. Phần trương là chúng tôi đục lá tây. Phần vách giữa là chúng tôi đục tứ quý, tùng cúc trúc mai. Bên cạnh những mẫu bàn ghế như ý như này thì chúng tôi có sản xuất những mẫu bàn ghế như ý voi, tay thẻ bài bằng gỗ hương đá. Thì quý vị có thể tìm kiếm trên YouTube bộ bàn ghế như ý gỗ hương đá đồ gỗ Hiền Lanh thì quý vị có thể xem được. Chúng tôi đã sản xuất ra rất nhiều những mẫu bàn ghế như ý này để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Về thông số của chiếc ghế đơn là chúng tôi làm rộng là 1m07, cao 1m28 và sâu là sâu 69. Quý vị đang xem đây là bộ bàn ghế khổng tử bằng gỗ gõ đỏ chân cong, cũng đang được chúng tôi đưa vào hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng trong dịp đầu xuân năm mới. Đây, như chúng tôi đã nói với quý vị, đây là chiếc ghế tháo dài, thì đây chính là phần giữa của chiếc ghế dài. Chúng tôi ghép lại ba đoạn với nhau thì nó sẽ thành một chiếc ghế dài. Vì là chất liệu gỗ mun hoa nên không có gỗ dài thì chúng tôi thiết kế để tháo rời. Ghế dài là chúng tôi làm 2m70. Cũng toàn bộ phần khung, phần ván cũng được chúng tôi chọn gỗ chọn vân rất là đều và đẹp. Và phần vách là chúng tôi đục tứ quý, hai vách hai bên là chúng tôi đục đồng tiền và xen kẽ là những chuyện móc tàu. Chúng tôi làm những dáng ghế thì gần như là các cơ sở khác không làm. Nói chung là mẫu ghế như này là rất ít người làm. Chúng tôi quay phần sau cho quý vị xem đây. Mẫu ghế như ý cát tường. Quý vị hãy xem những chữ vân gỗ đây. Khi hoàn thiện lên thì vân gỗ mun hoa nổi lên rất là nhiều. Chúng tôi vẫn hay gọi là gỗ mun hoa vân da báo đấy. Phần tay thì chúng tôi làm tay thẻ bài. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là thông số của chiếc ghế đơn là dài 1m07, cao 1m28.
và sâu là 69. Nhập chọn vân, chọn gỗ. Quý vị muốn sở hữu bộ ghế như này thì liên hệ ngay qua hai số 0986 883349 hoặc 0985 226684. Rồi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng một lần nữa chiếc ghế đơn đây. Được đục chạm rất là kỹ. Bộ bàn ghế gỗ mun này là được chúng tôi đánh giá là hàng hiếm trên thị trường. Đây, quý vị nhìn cái dáng ghế đây, rất là bay, rất là đẹp. Toàn bộ phần vách dưới phần tay thì chúng tôi cũng đục tứ quý, tùng cúc trúc mai. Quý vị hãy xem kỹ một lần nữa vân này. Quý vị mua bàn ghế gỗ mun, quý vị nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của mình. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo mà chúng tôi đưa lên.